Hello, xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay mình làm bài tập của cái này. Hy vọng là mọi người đã làm bài tập rồi thì chỉ coi đáp án gợi ý của mình thôi. Chứ đừng có copy bài của mình nha. Câu nào khó hay quá thì copy, chứ đừng có copy nguyên một bài là nó sẽ không hữu ích gì hết, được chưa? Rồi, fill the gaps. Điền cái chỗ trống này với một cái danh từ không đếm được từ cái trang opposite, tức là cái trang đối diện của mình là trang ở trên nè. Đó, mình sẽ điền những cái danh từ này vô. Mình cũng không chắc là mình nhớ hết cái đám trên đây không nữa, nên đôi khi mình sẽ lật lại mình coi coi. Rồi, tiếp theo. Tại vì ở đây có thể mình có cái đáp án khác mà nó hợp lý hơn là những từ đã học ở trên. Mình thử coi nha. I'd like to buy a car. Tôi muốn mua một chiếc xe hơi. But I haven't got enough money. Nhưng tôi không có đủ tiền. Nói trúng phốc luôn. Tôi không mua xe hơi vì tôi không có đủ tiền. Rồi, cows give us. Con bò nó cho chúng ta những gì? Những con bò nó cho chúng ta sữa bò. Và cái gì nữa? Và thịt bò hả? Nghe có ác quá không? Nếu không thịt bò thì cho bơ cũng được. Không cho bơ cho phô mai cũng được. Ok, con bò nó chúng cho chúng ta happiness, niềm vui cũng được. Chúng tôi là những con bò. Rồi, tiếp câu số 3. Đáp án của bài này thì mình nghĩ là nó sẽ là milk và butter, là mình đã được học ở trên á. Còn hai kia mình chế ra nha mọi người. Tiếp theo, if you don't know what to do, nếu bạn không biết làm gì, tức là bạn không biết cái gì để mà làm á, thì ask your parents, hãy hỏi bố mẹ để cho lời khuyên. Lời khuyên là gì? Advice, được chưa? Hoặc hỏi cho for some money. Nếu không biết làm gì thì hãy xin bố mẹ tiền. Cũng xin được mà, đúng không? Rồi, câu số 4. The gì đó at the seaside is very good for you. Seaside, sea là biển, side là bên cạnh. Vậy là cái gì ở dọc bờ biển rất tốt cho bạn? Ở biển có rất nhiều thứ. Đáp án của bài này là air đó. Hoặc là có nhiều thứ khác, đúng không? Cát ở biển cũng tốt cho bạn nè. Đi chơi đi trên cát cũng vui mà. Nước biển nó cũng tốt cho bạn, vậy đúng không? Ok, cho bạn mặn hơn. Mà thôi, mình nói e được rồi. Không khí ở bờ biển, mọi người thường đi chơi đổi gió không? Không khí bờ biển sẽ rất tốt cho bạn. Rồi, Rob left school last month. Rob đã rời khỏi trường vào tháng rồi. And is now looking for. Thì rời khỏi trường, hết ăn bám được bố mẹ, thì phải tìm công việc, đây là work. Các bạn không dùng chữ job ở đây là tại vì job là phải là a job. Job là gì? Là nghề. Bạn sẽ đếm được một cái nghề. Còn công việc, đúng, tiếng Việt có một công việc. Nhưng tiếng Anh, đối với tiếng Anh, công việc nó rất là vô chừng. Một cái việc làm thì đúng hơn. Trong tiếng Việt có cái chữ một mình rất dễ để vô, một cái gì cũng được hết. Nhưng trong tiếng Anh không có. Công việc là những cái tay chân mình làm ra, hoặc trí óc mình làm ra cái hành động. Nó như vậy. Nó là danh từ nhưng mang cái tính chất hành động đó, cho nên là nó khi mà nói về nó vô chừng, nên người ta sẽ không dùng cho nó work được. Thì có job thôi, tại vì nghề nó mang tính chất là một cái tên cho những cái hành động đó. Nói chung lại, rồi nói chung túm lại một cái là bây giờ work thì không có thêm được hết, còn chỉ có job là nó có thôi. Cho nên ở đây người ta kêu là uncountable, cho nên nó là mình sẽ không làm được. Muốn ghi chữ job phải ghi luôn chữ job thì nó mới được nha. Theo đề bài thì mình không đúng, nhưng mà theo ngữ nghĩa ngoài looking for a job thì vẫn đúng nha mọi người. Rồi, there is always a lot of cái gì ở central London. Thường có rất nhiều cái gì ở trung tâm của London. Cái gì chả được, ai mà biết cái gì. Nhưng theo bài này á, là nó cho mình chữ traffic đó nha mọi người. Đó, có rất nhiều cái giao thông ở trong trung tâm thành phố London. Và cái đó nó còn có nhiều hơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ nói từ từ bên đây bên kia để tạo ra từ đúng. Ở đây có thể là có hơn một đáp án đúng đó, đúng không? Nhưng mà mình để nói thử thôi nha. Heavy luggage, hành lý nặng nề. Tiếp theo, useful, hữu ích. Hữu ích thì có thể là thông tin hữu ích. Hợp lý, thông tin hữu ích, useful information. Bad, bad có bad gì? Bad information được không? Thông tin tồi tệ được không? Đây mình có một chữ khác hợp hơn nữa nè. Bad news, tin xấu. Rồi modern, hồi nãy trên mình có modern furniture là những cái đồ nội thất nó hiện đại. Brown, brown gì? Brown water, nước nâu, nghe thấy ghê quá à. Không nè, brown bread, bánh mì nâu, là bánh mì đen, đúng không? Rồi cold, cold gì?
Cold water, nước thì là nước, nước lạnh. Space travel là du hành vũ trụ. Đấy, rồi đây là mấy cái mình nói được nè, mọi người có nói giống mình không? Có đáp án nào nó mắc cười hơn không? Ok, mọi người có ai nói là nước nâu? Modern luggage là hành lý hiện đại. Bad information, useful news. Ê, thật ra useful news cũng được á, thông tin hữu ích á, được đúng không? Rồi, brown, cold bread, bánh mì lạnh. Bánh mì nướng xong để ngoài lâu nó lạnh đúng không? Rồi, ok. Thì trong đây có những cái á, tức là bạn nói cái A với cái B là nó đúng ngữ pháp chứ không có sai đâu. Nhưng có điều tùy hoàn cảnh, tùy tình huống mà nghe nó lạ hay không lạ thôi. Mình nghĩ cái này hình như là đáp án mình mới làm nó sẽ hợp lý và nó giống với đáp án của sách cho thì phải á. Còn nếu không có, mọi người comment xuống giùm mình nha. Hay là comment cái đáp án của mọi người hợp lý hơn nữa. Ok. Rồi, tiếp điền cái này với lại cái dạng đúng của cái từ be. Be là cái gì vậy mọi người? Mình giới thiệu mọi người be là am, is hoặc là are. Là cái gì vậy? Là ba chữ này nè. Ba chữ này có nghĩa là gì? Chữ to be ở thì hiện tại đơn nha. Thì nó có nghĩa, thì mình được chia là am và is và are. Ok. Cả ba chữ này luôn. Hay là gọi cách khác là be á, be tức là dạng nguyên mẫu chưa chia gì hết á, thì đều có nghĩa là ba cái này nha, đều có nghĩa là thì là ở, bị được, thêm bị được vô nữa cho nó dễ để mốt tới bị động nói chuyện dễ. Rồi, ok, cứ nhớ thì là ở trước đi, cái này chắc là thì là ở nhiều á. Rồi, chỗ ở trong thành phố thì rất mắc, thấy gì chữ thì vô nó hợp lý không? Ừ. Tiếp theo nha, mì ý với lại sốt ý thì rất là ngon, is very good. Rồi nói chung là trong bài này mình chia chữ is không thôi, tại vì sao vậy? Tại vì ở đây là dạng gì, toàn là không đếm được không à, cho nên là chia is thôi chứ không có chia a được đâu, không có nào hai cái hết trơn á. Rồi the weather in Scotland nè, à, thời tiết ở Scotland is best in autumn, thời tiết ở Scotland thì rất là tốt vào mùa thu. Rồi ở đây cơ, the news better today than it's yesterday. Today là hôm nay, yesterday là hôm qua. Ok, có qua thì lại sẽ có was khi mà quá khứ. The news is better today than it was yesterday. Rồi, tại sao này có was vậy? Thì cái này là quá khứ của cái chữ thì này nha. Quá khứ nó là was. Cái này chưa dạy ngữ pháp cho mọi người chỉ cần biết như vậy là được rồi. Không biết nhiều hơn được nữa nha. Rồi, tiếp theo. Travel is the most important thing in Sam's life. Du lịch là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Sam. Ở đây mình sẽ dịch là chứ mình không dịch là thì nữa, phải không? Ok, ở trên kia toàn là thì, không có đây là. Tại vì sao? Ở đây là du lịch là cái điều quan trọng nhất. Ok, còn nếu mình lên chữ thì cũng phải mất công là thì là. Vâng, cũng là quan trọng, đây là định nghĩa. Rồi, câu 6, the furniture is very old and very beautiful. Thì ở đây mình có thể nói quá khứ được nè. À, ngoài is ra mình có thể chia was, tại vì sao? Có thể là bạn bước vô một cái nhà cổ của ai đó, à, bạn nói ở đồ này đã từng rất là cũ và rất là đẹp, bây giờ nó không có nữa đúng không? Cho nên mình sẽ dùng was được ở chỗ này. Rồi, ok, tóm lại là bài này is hoặc là was hết thôi, không có chia xuống nhiều được nha. Rồi, tại vì ở đây là dạng nè, chỗ ở nè, mì nè, thời tiết nè, thông tin nè, du lịch nè, đồ gỗ, nội thất nè, là toàn là những danh từ không đếm được, mà không đếm được thì có gì đâu chia. Ai, thiệt cái bài này hết sức là mình thất vọng, là phải trộn lại nhiều thứ cho mọi người làm chứ, làm gì có một thứ thiệt là chán tẻ nhạt. Ok, nhưng mà thật ra cái đó là tốt biết không, trong khi mọi người chưa hiểu mà nếu mà chia nhiều quá chắc rối nùi luôn đó. Ok thôi không la nữa, thấy là sách cũng hay, cũng hay. À, tại đây cũng học cơ bản thôi, ở trong trường thì mấy bạn cũng có học cái này, mình chắc chắn trong trường là phải trộn lại rồi. Cho nên các bạn chết là chắc. Rồi, correct the mistakes in these sentences. Rồi, tới ông chuyện nữa rồi. Bài này cũng là một dạng ở trong trường. Dạng này mình cũng ôn thi mấy cái trong trường này kia cho mấy đứa nhóc. Cho nên là ok, hôm nay tụi nó thi rồi. Cho nên cũng rồi xong rồi đã xóa toàn nói chuyện trong trường không. The news are not very good today. Thì ở đây, tin tức là số ít đúng không? Thì đâu chia A được đâu, chia is. Phải sửa là is. Tiếp tục nha. Mọi người có nhìn ra điểm sai không vậy? Mọi người cứ để ý những cái chỗ nào mà có danh từ á, là có sai đó. Còn nếu mình nói như vậy mọi người vẫn còn kiếm không ra nữa thì mọi người thiệt là
mình cảm thấy là mọi người rất là bất cẩn và không có đọc kỹ đề bài nha. À, đi thi thì sẽ tập đó, còn trong văn nói thì không vấn đề lắm. Where can I get some information about your country? Câu này sai chỗ nào? Ok, suy nghĩ 1, 2, 3 giây. Sai chỗ này. Thông tin không có thêm S vô. Bỏ chỗ đó là xong. Hết sai. Let me give you an advice. Để mình cho bạn một lời khuyên nhé. Nghe có vẻ là hợp lý, nhưng lời khuyên không đếm được. Sai chỗ này nha. Cook this spaghetti for 10 minutes. Nấu những cái cọng mì này trong vòng 10 phút. Những cọng mì này có hợp lý, nhưng mì người ta đâu có đếm cọng đâu má. Người ta đếm bằng túi hoặc người bằng ký mà. Bỏ này ra. This là ở gần, đếm được. Số nhiều. Can I have a bread please? Đây, cho tôi có thể ăn một ổ mì được không? Không. Phải có chữ ổ riêng, a loaf of bread. Tại sao như vậy? Thì bài trước có giảng rồi nha mọi người, chứ không phải chưa giảng gì bắt làm đâu nha. Cho nên không có ăn ức gì đó, không khóc la gì hết nha. We need to buy some new furniture. Furniture thêm S là thấy mệt mỏi rồi bỏ chữ S ra. Tiếp. We, the east of the country. Cái miền đông của đất nước usually has a better weather than the west. Miền đông của đất nước mình thì thường có thời tiết tốt hơn ở miền Tây. Thời tiết thì không có dùng ở. Ok, mặc dù chữ thời tiết nằm tuốt ở đây, nhưng mà better cũng chỉ là cái tính từ tốt hơn, bổ nghĩa cho cái thời tiết này thôi. I must find a new accommodation soon. Ok, cũng tương tự như này. Không có ờ nha. Rồi, hết cái bài. Những cái từ mà nó không đếm được, bài trên mình đã dạy rồi, mới vừa dạy nãy cái chát luôn á, trong video trước nha mọi người. Rồi, mọi người học bài làm bài nha. Bữa sau làm gì đây? Ok. Cũng khá là hay ho, nhưng từ vựng không có mới nha, cũ không à. Bye bye mọi người.